Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hà lành rải tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị ưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trắng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân ưu cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ. Con xin phép được đọc chánh văn bài học ngày hôm nay ạ. Bài học ngày hôm nay là Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Bốn La Mã Phẩm Quân Tiên bài 8 Miếng Đa Vụng. Một, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha Vương xá tại vườn Nai Mắt Đá Quýt Chí. Hai, lúc bấy giờ chân Thế Tôn bị miếng đá bể trăm phải, cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không phiền não. Ba, rồi Thế Tôn cho trải áo sanh kha tí. Tăng và Lê xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. Bốn, rồi 700 quần tiên xú tích lá ba ca dí ca, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn quần mắt đá chút chí, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Năm, đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc long tượng, và với tư cách long tượng, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không phiền não. Sáu, rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc sư tử, và với tư cách sư tử, ngài nhẫn thân thọ khởi lên khổ đau vân vân, không có phiền não. Bảy, rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là Luân Tuấn Mã, và với tư cách Luân Tuấn Mã, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau vân vân, không có phiền não. Tám, rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc ngư vương, và với tư cách ngư vương, ngài nhận chịu thân thọ khởi lên khổ đau
vân vân, không có phiền não. Chính rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm ứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là bậc nhẫn nại kiên cường, và với tư cách bậc nhẫn nại kiên cường, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau vân vân, không có phiền não. 10. Một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là một bậc khéo điều phục, và với tư cách là một bậc khéo điều phục, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau vân vân, không có phiền não. 11. Rồi một vị thiên khác đến lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Hãy xem tâm của ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ mình đi ngược lại một long tượng như vậy, một bậc sư tử như vậy, một bậc lương tuấn mã như vậy, một bậc ngu vương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc nhiếp phục như vậy, trừ phi là một người mù. Các vị bà la môn tinh thông năm vệ đà, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, bị khắc ái chi phối, bị giới cấm trói buộc, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, ở đời không nhiếp phục kiêu mạn cùng các dục, tâm không được an tịnh, không tu tập thiền định ở trong rừng cô độc, những tâm tư phóng dật, nhưng tâm tư phóng dật vị ấy khó vượt khỏi sự chinh phục tử thần, nhiếp phục được kiêu mạn tu tập thiền định, tâm tư khéo an tịnh giải thoát được viên mãn. Ở trong rừng cô độc, tâm tư không phóng dật vị ấy khéo vượt khỏi sự chinh phục tự thần. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Sư có nghe được âm thanh con? Sư cho con xin một tín hiệu sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân Bích sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, sư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức là kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị hướng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi và thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngang ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử
mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Và cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài, và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh. Thì ở đây cái câu chuyện nó xuất phát từ Đức Thế Tôn bị một cái mảnh đá vụn nó trúng cái chân. Thì chắc là cái câu chuyện này là do khi mà Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá để hành thích Đức Phật, nhưng mà do cái oai đức của cái bậc chánh đẳng chánh giác, cái tảng đá nó không nào mà nó trúng ngài, nhưng mà nó chạm vào một cái tảng đá lớn hơn để ngăn lại đó, một mảnh nó văng trúng vào cái chân của Đức Thế Tôn. Sau đó thì Dinh Y Chi Quá Cá đã làm thuốc đắp cái vết thương cho Đức Phật. Nhưng mà do cái duyên nghiệp từ quá khứ, những cái cảm thọ khổ đau cũng xuất phát ở nơi thân. Thì đó là cái duyên sự, cái đại ý của cái câu chuyện hiện khởi. Thì khi mà đã đắp thuốc rồi đó, thì Đức Thế Tôn đã nằm xuống, trải Tăng Già Lê. Tăng Già Lê là cái Sankati đây nè, là cái y ba lớp. Mà quý vị thấy thường thường là trong cái cuộc mà những cái lễ quan trọng, Tư Tăng đắp ở trên bên bà trái, thì đây là gọi là tam y, thì nó gồm có cái y nội, hay là còn gọi là y hạ, ở trong, rồi ở bên ngoài là một cái y vai trái. Tại vì thường thường là khi mà ở trong khuôn viên của chùa thì đắp che phủ cái vai bên trái lại, chừa cái vai mặt ra ngoài. Tại vì đây là cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa. Khi mà đến một nơi nào đó để tỏ vẻ kính trọng, là hoặc là kính trọng tôn kính một người nào đó, thì đắp cái y của mình che kính cái vai bên trái, và để trần cái vai bên phải, để thể hiện cái sự tôn kính. Rồi có thể là cách đảnh lễ. Đảnh lễ thì nó có nhiều cách để bày tỏ cái sự tôn kính. Thì sau khi mà một nhóm chư thiên đến, thì thấy Đức Thế Tôn đã nằm yên như một cái con long tượng, hay là một cái sư tử, hay là một cái tuấn mã, ngưu vương. Thì đã nói lên những cái lời tán thán, những cái lời cảm hứng tán thán trước mặt Đức Thế Tôn. Trước cái những cái cảm thọ đau đớn ở trên thân, nhưng mà Đức Thế Tôn tâm không hề xao động, vẫn bình thản. Thì rồi một vị đã nói lên một cái lời tán thán kết luận, thì quý vị đã
thấy trong cái phần chánh kinh. Nhưng mà cái đoạn cuối cùng là cái đoạn mà chúng ta cần phải hiểu biết là ở trong rừng cô độc, nhưng tâm tư phóng dật vị ấy khó vượt khỏi. Sự chinh phục tử thần, nhiếp phục được kiêu mạn, khéo tu tập thiền định, tâm tư khéo an tịnh, giải thoát được viên mãn. Ở trong rừng cô độc, tâm tư không phóng dật vị ấy khéo vượt khỏi sự chinh phục tử thần. Thì ở đây đó là cái những cái đoạn kết này đó để nói lên là sự đạt đến cái tâm bất động. Các bậc thánh vô lậu đã tận trừ tất cả những cái phiền não, cho nên tâm tư các ngài nó an tịnh, giống như mặt hồ phẳng lặng, hay là núi đá vững vàng trước phong ba bão táp. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết để tìm hiểu. Thì thường thường đó, ở trong đời sống chúng ta, cái phàm nhân chúng ta hay chạy theo những cái đối tượng ở bên ngoài, rồi chúng ta sanh lên những cái tà kiến, tà tư duy, những cái suy nghĩ cho là có ta, sắc là ta, ta là sắc. Thì chính vì những cái tà kiến sai lầm này đó mà khổ đau mà nó sanh khởi do cái phiền não. Thì mục đích của chúng ta học Phật pháp để chúng ta hiểu được đó, thì thật ra là trong cái thân ngũ quẩn này này không hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một con người. Vì mê lầm tà kiến cho nên chúng ta chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn, rồi tà kiến sanh khởi. Thì từ đó mà khổ đau phiền não nó phát sanh. Cho nên Đức Phật đã thường dạy chúng ta phải với trí tuệ, chúng ta thấy cái năm cái quẩn nó là sự hình thành của nhân và duyên, danh và sắc. Nó gồm có một thành phần sắc và bốn thành phần danh, hay là một thành phần vật chất và bốn thành phần tinh thần. Thì chúng ta học để chúng ta nhận thức được rõ ràng về cái tính chất của quẩn. Nó là một đống, một khối. Trong đó thì khi mà phân tích chia sẻ ra thì cái sắc hay là sắc quẩn nó là tứ đại hợp thành. Rồi nó hoàn toàn không có một cái cốt lõi, không có một cái gì để vững chắc. Nó giống như được dí giống như một cái khối bọt. Quý vị thấy cái ở trên sông, nếu mà những cái đoạn mà nước mà nó chảy mạnh đó, thì nó tạo ra những cái bọt sóng ở trên mặt nước. Thì cái sắc quẩn này đó nó luôn luôn nó thay đổi. Mặc dù cái bọt, cái khối bọt đó thì thấy nó nhiều,
Nhưng mà có những cái bọt nó tan dở rồi những cái bọt khác nó hình thành liên tục. À, thành ra chúng ta thấy một cái khối bọt kia chứ sự thật ra trong đó là nó luôn luôn nó thay đổi. À, những cái bọt nước vỡ tan và những cái bọt nước sanh khởi tiếp tục. À, thành ra không có cái gì có một cái sự vững chắc để chúng ta bám níu. Rồi thọ là những cái cảm giác nó sanh khởi, thì cái thọ này đó, nó cũng được sinh khởi từ cái xúc. Khi mà có sự xúc chạm thì sinh khởi cái cảm giác. Thì nếu mà nói thì nó có ba loại, là khổ, lạc và xả. Còn nói nếu mà nói chi tiết hơn thì nó có năm khổ ưu. Khổ là những cái cảm giác khó chịu ở trên thân, ưu là cái cảm giác khó chịu đựng ở trong tâm, lạc là cái trạng thái tốt đẹp, hưởng cảnh tốt mà thích ý vừa lòng ở trên thân, và là ở trong nội tâm. Rồi một cái trạng thái là trung dung hay là hành xả quân bình, nó không khổ không lạc. Ra đó những cái trạng thái, những cái cảm giác này đó, nó cũng luôn luôn là thay đổi. Cái sắc thì nó là một khối bọt, còn cái thọ nó được ví giống như một cái bong bóng nước. Thì khi quý vị thấy mà trời mưa đó, những cái giọt nước nó rơi xuống, nó rơi xuống, xúc chạm ở trên mặt nước thì nó tạo cái bong bóng nước. Mà cái bong bóng này đó thì nhìn đó thì nó long lanh, nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời, màu ngũ sắc rất là đẹp. Nhưng mà sự thật ra đó nó dễ tan vỡ, mong manh, dễ tan vỡ. Do đó mà các cái trạng thái cảm giác nó xảy ra ở các căn nha, thì nó luôn luôn là nó biến chuyển, nó thay đổi. Những tội thọ mà nó phát sanh ở các căn thì sắc khi mà nó xúc chạm với nhãn căn thì nó sanh ra nhãn xúc thì sanh ra nhãn thọ. Rồi cái âm thanh nó xúc chạm với nhĩ căn thì nó sanh ra nhĩ xúc thì đưa đến nhĩ thọ. Thì luôn luôn là các căn, các cái xúc chạm với sắc trần thì bắt đầu nó sinh ra các cái cảm thọ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Luôn luôn là nó thay đổi, sanh diệt như những cái bong bóng nước. Rồi tưởng thì do có cái các cái căn xúc chạm thì cái đối tượng nó hiện khởi, nhưng mà chúng ta thấy cái đối tượng, nếu mà cái người phàm phu
thì do cái tưởng nó xen vô. Cho nên là chúng ta thấy méo mó các cái đối tượng nó diễn ra, sắc thinh hương vị xúc pháp, à đó, do cái tưởng đó chúng ta thấy không có đúng thực chất cái bản thể của đối tượng. À, chính vì chúng ta thấy đối tượng một cách méo mó, à, cho nên á, có những cái hình ảnh à, đẹp đẽ, à, có những cái hình ảnh à, ghê sợ, à, những cái hình à, thích thú, và những cái hình ảnh mà chán ghét, à, rồi những cái âm thanh á, những cái âm thanh thì à, thích hợp, à, hoặc là những cái âm thanh chói tai khó chịu, à, những cái mùi hương á, à, những cái mùi hương à, đem đến cái sự dễ chịu thích thú, hay là hoặc là những cái mùi mà xú uế thì nó sanh cái tâm bực bội khó chịu, à, thì tất cả là khi mà nó do cái tưởng nó sanh khởi lên thì nó tạo thành những cái ảo ảnh. Cái ảo ảnh này nó cũng không có thật, à, quý vị thấy rằng những cái người mà đi ở trên sa mạc thì họ thấy những cái ảo ảnh, à, do cái hơi nóng của cát trên sa mạc nó tạo thành những cái ảo ảnh, rồi một phần do những cái người này đang khát nước, à, cho nên cái tưởng nó tạo ra, à, thấy như là có một cái dòng sông ở trước mặt, hay là có một cái vũng nước ở trước mặt, nhưng mà sự thật đó chúng ta chạy đuổi theo thì không bao giờ có được. Rồi hành là do cái tưởng mà ra, rồi chúng ta hành thì nó có sáu loại, à, là phúc hành, à, phi phúc hành, à, bất động hành và thân hành, khẩu hành, à, tâm hành. Thì phúc hành là chúng ta làm những cái việc lợi ích tốt đẹp, à, phi phúc hành là những cái nhân xấu, à, rồi bất động hành là tâm quả vô sắc giới, à, à, thân hành, khẩu hành, ý hành hay là tâm hành thì quý vị cũng đã hiểu biết rồi, à, là cái sự thể hiện qua thân, hành động, khẩu, nói năng, à, tâm mình là ý suy nghĩ hay là những cái tác ý, à, thức là sáu cái loại thức mà nó sanh khởi qua các căn, à, khi mà có một cái đối tượng có sự xúc chạm, à, ở căn, à, thành ra cái thức nó sanh khởi, à, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, à, thì tất cả cái ngũ uẩn này nè nó đều là những cái đối tượng, à, giống như một khói bọt, giống như một bong bóng nước, à, hay là một ảo ảnh, à, giống như cái cây mà nó không có lõi, à, giống như cây chuối, hành nó giống như cây chuối là không có cốt lõi, à, lúc thì hành thiện, lúc thì hành bất thiện, à, nó không có
không có một cái cốt lõi chắc chắn nào hết. À, thì tất cả nó đều là luôn luôn là thay đổi theo cái quy luật, cái định lực của tam tướng. À, cho nên á, là khi chúng ta học Phật pháp để chúng ta biết, à, chúng ta biết nhận thức được, à, tất cả các cái đối tượng bên ngoài cũng như những cái pháp sanh khởi ở trong nội tâm của chúng ta, chúng ta phải thấy rõ được cái chân tướng của các đối tượng, chúng ta phải nhận thức cái sắc, cái sắc ở bên trong, bên ngoài, những cái cảnh mà chúng ta thấy bằng mắt, là cái sắc ở bên ngoài. Còn những cái vật chất vô tri vô giác ở trong thân của chúng ta, nó là cái sắc ở bên trong. Thì chúng ta phải biết tất cả những cái đối tượng này, nó có những cái sắc tế như là sắc thần kinh, rồi cứ những cái sắc mà thô, cứng mềm nóng lạnh, nó hoàn toàn là cái tính chất của tứ đại mà thôi. Do duyên công nghiệp nó hình thành, đến một lúc nào đó, khi duyên hết thì nó sẽ tan rã hoàn toàn, không có một cái gì là chắc chắn bền vững, cho nên nó được ví như một cái khối bọt nước. Tất cả sắc thọ tưởng hành thức nó đều là hư ảo, không có gì để chúng ta bám níu chấp thủ. Thành ra đó, cái ngũ quẩn nó, cái bản chất của nó là tự nhiên, các pháp sanh khởi là tự nhiên do duyên. Nhưng vì chúng ta bám níu chấp thủ vào nó, thành ra đó cái quẩn nó trở thành là cái đối tượng cho sự chấp thủ. Mà khi mà nó trở thành ngũ quẩn thủ là nó tạo phiền não khổ đau. Cho nên thật sự là cái ngũ quẩn nó không có làm cho mình khổ, nhưng mà cái khổ nó sanh khởi là do chúng ta chấp bám níu vào nó. Thành ra đó, đối với các bậc thánh nhân, hay là quý vị thấy là cái trường hợp của Đức Thế Tôn trong cái bài này đó, là ngài bị một mảnh đá văng làm tạo thành một cái vết thương. Thì khi mà chúng ta biết rằng cái thân thể chúng ta lành lặn nhìn, nhưng mà khi có một vết thương nhỏ thôi, một cái gai nhọn đâm chẳng hạn, hay là khi mà quý vị đi trên đường quý vị dẫm đạp một cái gai, thì quý vị thấy rằng một cái gai thì nó rất là nhỏ, nhưng mà nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là khó chịu, nhức nhối, đau đớn. Đối với phàm nhân chúng ta, khi mà gặp những cái cả
cảm thọ cho là đẹp, là tốt, thích ý vừa lòng, thì chúng ta cảm thấy lạ ở trong thân, hỷ ở trong tâm. Rồi khi mà có một cái đối tượng mà không thích hợp thì cái khổ, cái sự bức bách khó chịu đựng nó diễn ra ở tinh thần. Rồi cái tâm á, thì nó u phiền, sầu não. Vì chúng ta chưa hiểu biết được, chúng ta cho rằng thọ là của tôi, thọ phải như thế này, không được như thế khác. Những cảm thọ nào mà tốt đẹp, khả hỷ khả lạc thì chúng ta bám níu, chấp thủ. Còn những cảm thọ nào mà không như ý, không vừa lòng thì chúng ta bực bội khó chịu và rực rãi, cho nên nó khổ. Đó. Cho nên chúng ta học, chúng ta tìm hiểu để chúng ta sửa đổi cái nội tâm chúng ta. Chúng ta phải thấy được tất cả đối tượng là đối tượng, không có những cái đối tượng tốt hay xấu, không có những cái cảm thọ êm ái hay là khổ khó chịu, mà cái êm ái khó chịu hay là tốt xấu này nè là do cái tưởng nó làm, nó sinh khởi lên, nó che án để chúng ta không thấy được cái thực tướng của đối tượng. Từ đó mà phiền não sanh khởi, khổ đau. Cho nên đối với các bậc thánh nhân, các ngài đã từ loại trừ tất cả cái nguồn gốc để mà sanh ra những cái phiền não khổ đau. Mặc dù trước những cái cảm thọ đau đớn nó diễn ra trên thân, nhưng mà nội tâm các ngài thì vẫn là bình thản. Cho nên là ở trong đây quý vị thấy rằng các cái vị chư thiên này người ta cũng nói là những cái khổ đau này nó diễn ra ở trên thân, nhưng mà tâm của các ngài, tâm của Đức Phật thì vẫn bình thản, tốt đẹp, không hề bị xao động. Cho nên là cái điểm khác biệt của các bậc thánh nhân và phàm nhân là ở chỗ đó. Vì chúng ta muốn tất cả các đối tượng nó phải diễn ra như ý mình, nhưng mà chúng ta không điều khiển được, chúng ta không sai khiến, không bắt buộc các đối tượng được. Cho nên là có đôi lúc những cái đối tượng nó sanh khởi ra nó không như ý mình, thì từ đó là đau khổ phát sanh. Còn đối với các bậc thánh nhân thì các ngài đã diệt trừ và chấp nhận tất cả những cái đối tượng nó diễn ra như thế nào, các ngài biết nó như thế đó, do nhân, do duyên, nó sanh khởi.
đá nó dằn vào chân. À, đây là một cái nghiệp mà ngày xưa Bồ Tát đã tạo, tức là lúc đó là giờ không biết là quý vị còn nghe được không à. Xin quan hỷ cho sư biết cái tín hiệu nó mù quốc thà giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Thị Kim Nhung. Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Thì trong một kiếp khi còn là thanh niên thì lúc đó là Bồ Tát bị bắt đi lính, phải ra mặt trận chiến đấu với quân kẻ địch. Thì lúc đó là bị gì mình đi lính mà. Nếu mà bây giờ mình không chiến đấu thì người ta sẽ giết mình chết. Cho nên là lúc đó là chiến đấu đã dùng cái vũ khí của mình móc vào chân của kẻ địch. Do đó mà do cái nghiệp này mà khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài cũng phải trả cái nghiệp là mảnh đá dằn vào chân tạo thành một cái vết thương. Thành ra đó, khi mà một cái vấn đề mà xảy ra đó thì tâm phàm nhân của chúng ta nhận định là đúng là sai, là hên là xui, là tốt là xấu. Rồi những cái nào mà mình cho là tốt, là may mắn, là hên thì mình thích. Còn những cái nào mình cho là xấu, là xui, này thế này khác thì mình bực bội khó chịu. Cho nên chính vì cái nhận thức của chúng ta đó, nó còn chen vô bởi cái tưởng, chúng ta không phân biệt được nhân quả, không phân biệt được cái tất cả đối tượng nó đều sanh khởi theo cái định luật tam tướng của vật chất. Cho nên từ đó mà cái phiền não nó sanh khởi. Nếu mà phàm nhân chúng ta còn sống ở trong thế gian này kìa, thì các pháp nó luôn luôn nó xảy diễn. Các cái đối tượng ở bên ngoài á là luôn luôn nó đến, rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt. Cái điều quan trọng chúng ta đó, chúng ta nhận thức các đối tượng ở bên ngoài như thế nào, hay là các pháp ở bên ngoài nó đến, nhưng mà những cái tác ý, những tư tưởng nội tâm của chúng ta đối với các cái đối tượng này nó như thế nào. Cái vấn đề bên ngoài là cái chuyện của nó. Cái điều quan trọng chúng ta là nhận thức các cái đối tượng nó như thế nào. Chúng ta sắp đặt tính toán, trù liệu. Nhưng mà điều của cái là những cái sự mà trù liệu sắp đặt tính toán của chúng ta đó, đâu phải nó diễn ra đúng như cái ý mình muốn đâu. Có những cái mình không mong cầu mà nó sinh khởi, những cái nó không thích mà mình phải gặp. Cho nên á là khi nào mà chúng ta giảm nhẹ được, cho đến diệt trừ được những cái đúng sai tốt xấu, vừa lòng không vừa lòng, thì chúng ta
sẽ giảm thiểu được phiền não khổ đau. À, còn mà chúng ta chưa làm giảm nhẹ hoặc là chưa diệt trừ được cái này thì chúng ta sẽ còn khổ đau. À, chúng ta phải biết bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái đối tượng nó đang diễn ra. À, bây giờ mình có được một nắm rau, có được chén gạo, thì mình bằng lòng với cái hiện có này là tốt đẹp rồi. Bây giờ mình có ở trong tay một con cá mà mình chấp nhận, thôi bữa nay như vậy là mình cũng có được một bữa cơm rồi đó. Chứ chúng ta đừng có mong cầu cái con cá này nó nhỏ quá ăn không đủ, phải lặn hụp, phải tìm tòi, tìm con cá lớn hơn, tìm con cá lớn hơn, con cá còn sống còn tươi nó ngon hơn. Chính vì cái tầm cầu này mà chúng ta khổ đau. Còn bây giờ mình đi quanh mình hái được nấm mồng tơi, nấm đọt nhẫn lòng, một mớ rau càng cua vậy đó, với một chén gạo mình sống được bữa. Khi mà mình chấp nhận cái đời sống như vậy đó, thì mình không có tầm cầu hết, mình không có khổ. Còn mình muốn còn tầm cầu thì mình phải còn khổ đau, còn phải phiền não nó sanh khởi. Tại vì khi mà mình muốn không được thì sẽ khổ đau. Cho nên đối với các bậc thánh, những cái cảm thọ mà nó xảy ra trên thân thì các ngài biết nó là như vậy, do nhân do duyên nó khởi. Nhưng mà đến không phải cái vết thương mà nó cứ đau hoài, một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ hết. Do nhân do nghiệp nó đến, rồi cũng đến một lúc nào đó cái nhân duyên nó hết thì nó sẽ khỏi. Tại vì chúng ta ôm đồm, chúng ta muốn thế này thế khác, cho nên cái sự khổ đau của ta nó diễn ra cả trên thân và trong tâm. Cái sự khổ đau nếu mà nó diễn ra trên thân á thì chỉ có cái thân khổ mà tâm nó không khổ. Còn mà nếu mà mình không chấp nhận, mình muốn như thế này muốn như thế khác, thì nó sẽ khổ đau gấp đôi, nó nhân lên gấp bội lần ha. Cho nên là Đức Phật thường dạy là hãy để cho thân đau, đừng để cho tâm đau. Đó là cái điều mà chúng ta học hỏi ở Phật pháp. Chúng ta nhận thức các đối tượng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhớ rằng không có đối tượng nào tốt hay là xấu, không có đối tượng nào mà đáng bám níu, mà cũng không có đối tượng nào đáng ghét bỏ. Chúng ta nói như vậy, chúng ta chấp nhận thì tất cả các đối tượng mà nếu mà chúng ta nói là tốt đẹp nó cũng sanh rồi diệt, những đối tượng mà không tốt đẹp mà nó cũng sanh rồi diệt. Những cái âm thanh mà chúng ta nghe du dương, thích thú
rồi nó cũng sanh nó diệt, mà những cái âm thanh nó không có ổn chói tai thì nó cũng đến rồi đi. À, vì chúng ta bám níu theo đối tượng, à, do cái tưởng, à, rồi chúng ta phân biệt cái này tốt cái này xấu cái kia là đáng thích ý vừa lòng, cái này là đáng dứt bỏ, à, cho nên chúng ta khổ đau. À, thành ra chúng ta học để chúng ta thấy được, nhận thức được, à, thì chấp nhận tất cả các đối tượng nó đang diễn ra, à, tức là chúng ta có sự tri túc, à, chấp nhận, à, thì chúng ta sẽ an ổn. À, còn mà chúng ta còn mong cầu, à, còn mong muốn, còn chấp thủ thì chúng ta sẽ còn khổ đau. À, à, cho nên là ở bên thiền thì người ta nói cái câu là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. À, mục đích của chúng ta giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác là để thấy đối tượng như thật nó. À, thành ra Đức Phật mới dạy á, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm. À, khi mà chúng ta thấy, nghe, xúc chạm, à, khi mà chúng ta thấy, nghe, xúc chạm, chúng ta không phân biệt là tốt, xấu, à, thích, không thích, à, à, đáng yêu hay đáng ghét, à, thì phiền não nó không sanh khởi. À, à, mình biết là tất cả đối tượng nó sanh và diệt theo cái quy luật của nó, theo nhân quả, à, theo duyên, à, thì như vậy thì chúng ta sẽ không còn đau khổ, nội tâm sẽ an ổn quân bình. À, còn nếu mà chúng ta còn chạy theo đối tượng bên ngoài, còn phân biệt, à, tốt xấu, thích không thích, à, để cho phiền não nó dấy động, à, nó chế ngự, à, thì chúng ta sẽ còn nhiều khổ đau. À, thì qua cái bài thứ 8 mảnh đá dùng thì sư cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều, à, để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của bài kinh. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức, à, pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử, à, hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật và cố gắng nỗ lực thực hành, à, để chúng ta có được một cái đời sống hiện tại an vui và hướng đến, à, con đường giải thoát, chấm dứt khổ ta đào sinh tử luân hồi. À, cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui để thực hành cái lời dạy của Đức Phật. À, cầu mong tất cả chư thiên, à, an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh ba giới bốn loại an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả, à, quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về những cái hiểu biết, à, về, à, những cái, à, kinh nghiệm tu tập trong đời sống, à, trong cái, à, bài pháp ngày hôm nay. Và còn mong tất cả, à, an vui. Và bây giờ xin, à, dạ, sa thủ lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn oanh Hoàng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư đã tận tình giảng dạy. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh thất Thiện Hữu. Và cảm ơn Kim Nhung. Dạ,
Con sẽ cung thỉnh quý sư giống như lời của sư thỉnh mời, và sau đó thì con sẽ thỉnh, con sẽ mời đạo tràng đặt câu hỏi. Dạ, sư dùng nước nghỉ ngơi chút xíu bạch sư. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh, thượng tọa Thanh Tâm, đại đức Pháp Trang, cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, theo như lời của thượng tọa Pháp Thanh, dạ, con cúng thỉnh thượng tọa Thanh Tâm. Dạ, sư có thể chia sẻ thêm bài pháp ngày hôm nay của thượng tọa Pháp Thanh không bài sư? Dạ, sư có thể cầm mic được và có thể chia sẻ thêm bài pháp ngày hôm nay để chúng con học thêm không ạ? Dạ, thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không? Vậy là chắc sư có chức máy rồi. Dạ, đại đức Pháp Trang nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh của con không? Con thấy ngài Trí Đức chạy ra chạy vào rồi chạy đi mất tiêu luôn rồi. Dạ. Dạ, đại đức Pháp có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu à. Ngày hôm qua là có người nói là phải thỉnh sư lên, mà con biết là sư rất là bận việc trong lúc này nên con không có dám thỉnh. Dạ, hôm nay có cái lời của thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, xa thủ lành thái thân minh anh đại đức Pháp Trang. Alo, à, quý vị có nghe không ạ? Dạ. À, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là nghe rõ. À, trước tiên có một vài lời thì cũng xin được thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. À, cô Như Quỳnh nghe rõ, nghe nhỏ hả? Dạ, đại đức Pháp Tràng có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nói sư nói hơi nhỏ, xin thêm âm thanh thì sư không thèm cầm mic nữa luôn. Dạ, một lần nữa, con không biết đại đức Pháp Tràng có nghe được âm thanh con không? Con thỉnh sư cầm mic trở lại à? Dạ, con hành kính đảnh lễ ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Dạ, con kính nhân mic đến sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức thượng tọa Pháp Thanh, thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Thì thầy pháp của thượng tọa Pháp Thanh thuyết như là từ 5 giờ hay gì thì quý vị trong đạo tràng thì có nghe thì từ đầu tới giờ thì chắc quý vị
thì đã Thượng tọa Pháp Thanh đã trình bày. Nhưng mà chúng tôi vừa mới vào thì thật sự cái thời pháp của Thượng tọa Thanh Tâm thì chúng tôi cũng chưa có nắm được cái nội dung và cũng chưa có nghe được cái đề tài của Thượng tọa Thanh Tâm Thượng tọa Pháp Thanh trình bày. Vừa vào thì bị Quỳnh bắt lên để chia sẻ cái đề tài pháp của Thượng tọa Pháp Thanh trình bày. Tôi có nghe được cái sự trình bày của Thượng tọa Pháp Thanh đâu mà giờ Sức Nhật Quỳnh kêu trình bày. Thật sự thì cái đề tài của Thượng tọa Pháp Thanh thiết thì thật sự thì sư vào thì sư vừa vào thì chỉ nghe Thượng tọa Pháp Thanh trình bày rồi xong rồi rồi chạy ra ngoài để mở cổng này kia, thành ra thì cũng không có nghe được cái đề tài của Thượng tọa Pháp Thanh để trình bày. Thì thật sự thì cái đề tài mà Thượng tọa Pháp Thanh trình bày thì chúng tôi chỉ có nghe về được một cái điều mà Thượng tọa Pháp Thanh trình bày về cái vấn đề mà chúng ta cần phải có cái trong cái cuộc sống, chúng ta cần phải có cái sự tri túc, tức là chúng ta sống biết đủ, chúng ta sống biết đủ. Thì chúng tôi chỉ nghe được cái thoáng qua được cái điều đó. Thì thật sự thì khi mà Thượng tọa Pháp Thanh trình bày cái đó thì thật sự thì đối với cái người tu tập của chúng ta thì chúng ta thấy đúng điều đó là thật sự Đức Phật Ngài cũng dạy trong 38 pháp an lành, tức là chúng ta sống về cái pháp tri túc là một cái pháp lành cao thượng. Thì thật sự thì trong cái cuộc sống của chúng ta thì khi mà con người chúng ta sống, chúng ta biết đủ và chúng ta biết cái cuộc sống này nó vừa đủ, nó vừa chừng, thì cái việc tu tập của chúng ta biết tiết chế trong cái vấn đề ăn uống hay là vật thực về cái vật dụng trong cái thế gian này, chúng ta sống, chúng ta biết đủ. Thì về cái việc vật chất của chúng ta, thật sự thì đối với cái cuộc sống này, thưa quý vị, khi mà chúng ta sống mà chúng ta không biết để chi à, quý vị có nghe nghe không được liên tục mà Kim Dung còn nghe không à? Alo, dạ nghe lại rồi. Dạ. Thì ở đây thì chúng tôi chỉ nghe thoáng qua như vậy thì chúng tôi chỉ có một vài lời thì cũng xin đóng góp trong cái thời pháp hôm nay, cũng xin cũng có một vài điều để xin chia sẻ với quý vị về cái việc mà đối với cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta phải luôn luôn chúng ta sống, chúng ta biết đủ và chúng ta phải biết tri túc về cái vấn đề vật thực hay là về vấn đề vật thực hay là những cái việc mà chúng ta lo toan về cái cuộc sống này. Chúng ta đừng bận với cái cuộc sống này mà chúng ta phải biết sống vừa chừng vừa đủ để chúng ta luôn luôn chúng ta
cố gắng chúng ta trau dồi những cái thiền pháp. Chính những cái thiền pháp đó là một cái hành trang, một cái hỗ trợ cho chúng ta trong tương lai. Thì đối với điều mà Đức Phật Ngài dạy thì đối với bốn món vật dụng chúng ta cần phải nên chi túc, nhưng đối với cái phước báo chúng ta không nên chi túc. Bởi vì trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng ta, luôn luôn chúng ta phải luôn có được một cái thiền pháp, có được một cái hành trang để chúng ta nương theo, để đó là một cái điểm tựa cuối cùng của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ trau dồi cái thân này, chúng ta lo, chúng ta ăn cho ngon, mặc cho đẹp, thì sau khi chúng ta thân vại mạng chung thì chúng ta cũng phải bỏ cái xác thân này, chúng ta không làm lợi ích gì cho chúng ta cả. Mà cái điều lợi ích của chúng ta chỉ có những cái phước báo, chỉ có những cái thiền pháp. Cái con đường tu tập đó là một cái chỗ nương tựa, một cái thiền pháp, là một cái hành trang, một cái đạo lộ để cho chúng ta, để chúng ta mang theo. Đó là một cái điểm cuối cùng của chúng ta. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin nghe thoáng qua những cái điều mà Thượng Tọa Pháp Thanh chia sẻ như vậy, chia sẻ trong cái thời pháp. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng xin đóng góp một đôi điều để cho quý vị trong đạo tràng có được cái sự đóng góp này để hoan hỷ. Bởi vì khi mà có mặt của chúng tôi trong đạo tràng mà quý vị mời lên đó thì chúng tôi, một khi mà chúng tôi không có mặt trước máy, khi mà chúng tôi có mặt trước máy thì quý vị mời lên thì chúng tôi tên dầu ít dầu nhiều cũng xin chia sẻ với quý vị một vài đôi điều để đóng góp trong cái đạo tràng như vậy. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng cầu nguyện phước lành mà quý vị học pháp, nghe pháp cũng luôn được hỗ trợ cho quý vị luôn được sự an vui trong cuộc sống, và nhất là có được niềm tin ở tâm bảo và luôn luôn thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng là chúng ta sẽ thành tựu được quả vị giải thoát trong tương lai đồng điền nhau cả thảy. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Bây giờ xin giải mít lại cho quý vị trong đầu tràng để chúng ta tiếp tục chúng ta chia sẻ về cái đề tài của Thượng Tọa Pháp Thanh đã trình bày hôm nay. Xin gửi mít lại cho Sức Dương Quỳnh. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang rất là nhiều. Dạ, sư nói rất là hoan hỷ là đã có sư trước mái hay sư cầm mít. Tôi còn rất là hoan hỷ, dạ, kính tri ân sư. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có câu hỏi trong cái bài pháp của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng. À, có thắc mắc chỗ nào không thì quý vị có thể đưa bàn tay lên. Dạ, kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh và sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Ở trong bài giảng này con xin có thắc mắc xin hỏi các sư, nhất là Pháp Thanh, cho xin sư giảng lại mấy cái là gọi là phúc hành, phi phúc hành đó sư, bất động hành đó, và những cái thức đó xin sư giảng lại cho đó, cái lúc đó con không nghe rõ xin sư nói lại. Con xin cảm ơn và xin trả máy lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thì phúc hành, tức là phúc hành ở đây là những cái việc lành chúng ta làm, hoặc là nếu mà nói theo vì là nó hợp với các cái tâm đại thiện và tâm thiện sắc giới,
để cho tâm quả thiện dục giới, sắc giới và tạo sắc nghiệp thiện. Thì phúc hành là những cái điều đem đến tốt, an vui. Phi phúc hành tức là những cái hành động mà đem đến sự khổ đau cho mình, cho người, cho những cái hậu quả không có được tốt đẹp. Hay là nói theo Di Diệu Pháp thì đây là cái sở hữu tư, nó hợp với các cái tâm bất thiện để tạo tâm quả và sắc nghiệp bất thiện. Bất động hành ở đây là tức là nói gì các cái vị mà ở cõi trời vô sắc. Bất động thì tại vì không có cái sắc thì đâu có thể nào mà thể hiện ra cái hành động được. Thì ở đây những cái vị mà hành giả đó nỗ lực tu tập về cái những cái đề mục thiền vô sắc và đạt đến những cái tầng thiền, những vị này sẽ sau khi hết tuổi thọ thì sẽ tái sanh về cái cõi trời vô sắc. Rồi thân hành, thân hành tức là cái sự thể hiện qua thân, những cái hành động, những hành động này cũng có thiện hoặc là bất thiện, do cái sở hữu tư. Nếu mà sở hữu tư này nó hợp với cái tâm đại thiện thì thân hành động những cái điều tốt đẹp lợi ích. Nếu mà cái sở hữu tư này mà nó đi với bất thiện thì sẽ gây những cái khổ đau. Rồi khẩu hành thì cũng vậy. Khẩu hành tức là nói năng những cái lời qua cái khẩu để người khác có thể hiểu biết được cái ý của mình. Thì cái khẩu hành thì cũng có hai. Nếu mà sở hữu tư mình hợp với cái tâm thiện thì chúng ta sẽ nói những cái lời có lợi ích tốt đẹp, nói với cái sự giúp đỡ, với tâm từ, tâm bi để giúp đỡ người khác. Còn nếu mà cái khẩu mà nó đi với bất thiện thì chúng ta sẽ nói những cái điều không tốt đẹp, nói những lời đâm đầu chia rẽ đâu chẳng hạn. Thì ý hành hay là tâm hành ở đây nó là cái điều quan trọng. Tất cả năm cái hành ở phía trước đó, tốt đẹp hay không tốt đẹp do cái tâm hành, ý hành, cái sở hữu tư thì nó rất là quan trọng, nó để điều khiển. Nếu mà cái sở hữu tư nó hợp với các cái tâm mà thiện hiệp thế thì điều khiển cho thân hành động, ý nói năng những cái điều tốt đẹp. Nếu mà cái sở hữu tư hay là cái tác ý trong nội tâm mà nó hợp với những cái tâm bất thiện thì suy nghĩ tác ý những cái việc không tốt đẹp, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cô Kim có vừa ý với cái lời trả lời của Thượng Tọa Pháp Thanh chưa? Có cần câu hỏi nữa không vậy cô Kim? Alo. Dạ, kính chào Vinh Kinh và vào đạo tràng. Dạ, mến chào
cà rốt. Dạ, cảm ơn Quỳnh Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô Kim còn trước máy không cô Kim? Chưa trả lời gì có vừa ý chưa? Hay còn thắc mắc nữa, xin cho một tín hiệu. Dạ, vậy là chưa vừa ý. Dạ, mời cô tiếp tục. Dạ, con xin cảm ơn sư. Con hồi đó con nghe, con cứ tưởng rằng phi hành đó là những việc đàm bất thiện ở trong cảnh trời dục giới, còn phúc hành thì nói về những cảnh thiện ở cảnh trời sắc giới, và bất động hành nói về cảnh của cảnh trời vô sắc giới. Con nghĩ như vậy, nhưng mà sư giảng qua đó thì để con suy nghĩ lại. Con cũng cảm ơn sư ạ. Của cô rồi. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đầu tràng, mời bàn tay quý vị có thể cho câu hỏi ở trong bài giảng của ngày hôm nay. Hồ Sa Thủ bàn tay Kim Nhung. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đỉnh lễ ngài Pháp Thanh, con kính đỉnh lễ ngài Pháp Trang. Con kính đỉnh lễ sư Trí Đức và sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh trong đạo tràng. Dạ thưa thưa sư Pháp Thanh, có một cái đoạn con chưa được hiểu lắm, con xin sư hoan hỷ giải thích lại để con hiểu hơn ạ. Đó là cái đoạn thứ 11 là ngài hãy xem tâm của ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Dạ con không hiểu, con chưa hiểu lắm về cái chỗ không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành và không có ai kích thích. Dạ con xin ngài hoan hỷ giải thích lại giùm con ạ. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Thì hai cái từ này đó nói lên để vấn đề mà trong cái đời sống của chúng sanh, tức là đối với các cái bậc thánh vô lậu thì vấn đề mà những cái nhân mà tái sanh á thì các ngài đã diệt trừ tất cả rồi, cho nên là đến khi mà các ngài mà vô dư niết bàn thì sẽ hoàn toàn chấm dứt, giống như cái đèn tắt. Còn ở đây nói là không nổi lên, không chìm xuống, thì chúng ta hiểu rằng đó, trong cái phàm nhân của chúng ta đó, nếu mà chúng ta hành những cái điều thiện giống như nhẹ nhàng thì nó sẽ nổi lên, nếu mà chúng ta thực hành những cái thiện nghiệp tốt đẹp thì sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. Còn nếu mà chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp, những cái nhân xấu thì sao? Thì đi đến những cái cảnh giới khổ đau. Ở đây là giống như cái so sánh, tức là nhẹ, nếu mà tốt đẹp thì nó sẽ nổi lên, còn nếu mà làm những cái điều bất thiện, phi phúc hành thì sao? Thì nó sẽ bị chìm xuống. Nhưng mà đối với chánh đẳng chánh giác hay là bậc thánh vô lậu thì các ngài hành động chỉ còn là hành động, nó không cho quả nữa, bởi gọi là tâm di tác, tức là chỉ có sự hành động thôi, nhưng mà nó không có tạo nghiệp nữa đó. Cho nên nó là
không có nổi lên cũng không có chìm xuống. Là ý nghĩa nó là như vậy. Dạ, xin giải thích cô Hồng Thị Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Bích Hà, dạ, dạ, con thấy cô Kim Nhung đã xa thú rồi. Xa thú, con kính tri ân Ngài Pháp Thanh. Dạ, thấy đạo tràng phan hỷ với câu thảo luận của sư. Dạ, bây giờ trong đạo tràng còn vị nào thắc mắc gì nữa không? Thì xin mời bằng tay quý vị à. Dạ, một lần nữa, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay hoặc có thể chích chát lên. Để Nhật Quỳnh đọc và thỉnh sư. Dạ, không ai có câu hỏi. Dạ, bạch sư, sư giảng giùm cho con. Hồi nào tới giờ con nghe, con chưa biết cái câu mà lương tuấn mã. Dạ, tuấn mã, mã có nghĩa là ngựa. Tuấn là đẹp, nhưng mà lương tuấn mã là gì bạch sư? Dạ, sư giải thích dùm con cái chữ lương tướng mã bạch sư. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Ca giá. Dạ, cô Nhật Quỳnh với quý vị quan hỷ cho xin thêm một chút âm thanh nữa nghe cho rõ rõ ha. Chứ sao mà sư nghe nó nhỏ quá. Hay là tại vì hôm rồi sư bị bệnh nặng tay rồi. Thì xin quý vị hoan hỷ nha. Hay là tại chắc vậy là chắc tại cái máy thưa sư hay là tại cái tay của sư rồi. Thì ở đây thì ngày Minh Châu ngày dùng cái danh từ là lương tuấn mã để nói lên là những cái con ngựa mà coi như nó nổi trội hơn những cái con ngựa khác. Những cái con ngựa mà bình thường còn những con ngựa này đó thì nó nổi trội hơn, nó biết rõ cái bổn phận của nó rồi, nó có sự nỗ lực tinh tấn. Ví dụ như nói là có bốn hạng ngựa. Cái hạng ngựa mà thứ nhất hay là hạng ngựa đã thuần thục rồi đó, nó hiểu rõ, nó biết rõ cái bổn phận của nó. Khi mà cái người mà đánh xe đó dẫn nó ra mắc vô chiếc xe rồi đó, là nó biết cái bổn phận nó là phải kéo chiếc xe chạy. Còn hạng ngựa thứ hai đó là cái người đánh xe mà mắc nó vô xe rồi đó, phải cầm cái roi quơ, nó thấy cái bóng roi nó mới chịu chạy. Cái hạng thứ ba là cầm cái roi mà giá quơ đó, nó cũng chưa sợ, phải quất nó một roi cho thiệt đau nó mới chạy. Còn cái hạng thứ tư đó là coi như là gọi là cái hạng mà lì đó. Đánh không đi, giò không đứng, đánh cỡ nào đánh, không đi là không đi. Đó. Thành ra cái lương tướng mã ở đây đó, ngày Hòa Thượng Thích Minh Châu, ngày dùng cho những cái con ngựa thân tốt là hiểu rõ được cái bộ phận của mình. Giống như trong đời sống, trong 30 điều hạnh quý, trí tuệ chúng ta phải biết rõ cái bổn phận của mình, bổn phận của người xuất gia và tại gia.
Không phải người xuất gia là đi đúng theo cái con đường giới định tuệ, còn cái phận bổn phận của người tại gia là học hành và hộ, học pháp, hành pháp và hộ pháp. Nha. Thì khi mà chúng ta đi đúng trên cái con đường đó, làm đúng bổn phận nha, thì chúng ta sẽ đến những lợi ích cho mình, cho người khác. Không? Biết bổn phận bữa nay là cái ngày mình thiếu pháp, thành ra là mình phải chuẩn bị khóa biểu của mình. Thường thường thì 4 giờ mới tụng kinh, bữa nay 4 giờ rưỡi phải vào room rồi, thành ra là 3 giờ mình dậy, 2 giờ mình dậy mình hành thiền, xong 3 giờ tụng kinh. Tụng kinh tới 4 giờ xong là về bắt đầu chuẩn bị, mở máy lên thử máy có nghĩa là đường truyền rồi kia ổn định không hả, để mình vào room cho nó được an ổn. Còn nếu mình không biết bổn phận, mình dễ vui giải đãi thì sao, thì bị rầy bị phê bình thì ăn cháo lương đó. Đó thành ra là cái lương tướng mã đây là biết rõ cái bổn phận của mình, làm cho nó đúng nó hợp, thì chúng ta không có bị chê trách và làm những cái lợi ích tốt đẹp hợp thời đúng lúc đúng chỗ đúng nơi, làm tròn cái bổn phận của mình thì sẽ đem đến những cái lợi ích cho bản thân và cho người khác, thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự hoan hỷ. Thì xin giải thích với cô Nhật Quỳnh, cô sức khỏe an vui để phục vụ tâm bảo, để tạo những cái phước trí để mai mốt đó là sẽ là một cái nữ cư sĩ quý báu trong đời sống của Đức Phật cùng ngài Vị Lai. Dạ, chúc cô an vui. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều, đã giảng dạy cái chữ lương tướng mã. Và bằng ta Kim Nhung à. Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, hồi nãy con có nghe sư có lấy cái ví dụ là mình phải xem cái sắc thân mình á là cái như là cái bọt nước, rồi xem cái thọ uẩn mình giống bong bóng, rồi xem cái tưởng giống như là cái thân cây chuối mà bóc hoài nó không có cái lõi, vân vân. Dạ, con thấy cái ví dụ đó nó có rất là hay, nhưng mà vì con cũng chưa có đạt được đến cái mức như vậy nên là con vẫn xem cái thân của con nó là một khối chắc chắn. Con thấy mình vẫn còn như ví dụ như là khi mà mình thấy tóc bạc thì mình đi nhuộm để cho nó đen, tức là mình vẫn còn coi trọng cái thân này lắm. Rồi khi mà thấy béo thì mình đi giảm cân, rồi khi con thấy con đau lưng đau nhức thì con đi tập yoga, rồi con uống thuốc, vân vân. Tức là con chưa có thấy được, là chưa có xem được cái thân này nó vô thường, để mình không cần phải làm những cái chuyện đó, nó mất thời giờ. Con chưa thấy được điều đó. Con xin ngài phân tích thêm để con cảm thấy là mình không cần làm những cái thời gian, mình không cần mất thời gian vô ích cho những cái chuyện nó không đi tới đâu. Dạ, con xin tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Trong đời sống á, thì có đôi lúc mà nếu mà
phàm nhân chúng ta mà chấp nhận vào cái hoàn cảnh á, rất là khó. Cho nên á, là chúng ta muốn sửa đổi, muốn sửa đổi cho cái hoàn cảnh nó theo ý mình, nhưng mà mình sửa đổi đâu có được, thấy không? Thành ra từ đó mà phiền não nó khổ đau. Bây giờ đương nhiên là lớn tuổi rồi thì tóc phải bạc, tóc phải bạc, da nhăn, lưng còng mỏi gối, răng lông, cái đó là cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mình không chấp nhận, mình che đậy nó. Bây giờ mà khi mà mình tóc bạc thì thấy nó già quá, thôi bây giờ phải nhuộm để che đậy cái sự già của mình đi. Cho nên á, nếu mà nhuộm tóc thì cái thuốc nhuộm nó là những cái hóa chất, những cái hóa chất. Khi mà mình nhuộm mà lâu ngày quá nó thì sao? Thì bắt đầu nhiễm độc, nó thấm qua cái da đầu, nó có sẽ sinh ra nhiều cái chứng bệnh, thấy không? Nếu mà bây giờ mình chấp nhận, đương nhiên cái tuổi của mình cỡ này bắt buộc nó phải bạc rồi, nếu mà mình chấp nhận vậy á, mình sống theo đúng theo cái hoàn cảnh thì sẽ không khổ. Còn gì mình không chấp nhận, cho nên là phải tìm tòi cái thuốc nào hay, cái thuốc nào tốt, cái thuốc nào mà bền để mà nhuộm cái tóc, che đậy cái màu trắng đi, để cho nó đen lại như thời thanh xuân, đúng không? Cho nên là vì đó mà chúng ta khổ đau. Có câu nói gì? Già tóc, già râu, chứ mà gì lông dài còn xuân gì nữa. Đó. Mình sống á, chúng ta phải biết là chúng ta muốn hay là chúng ta cần. Muốn làm cho tóc nó bạc, muốn bây giờ làm lại cho tóc nó đen, không? Hả? Cái đó là mình muốn. Còn cái tự nhiên của nó, cái thời mà trẻ trung niên thiếu thì tự nhiên là nó đen, mà thời mà già cả lớn tuổi thì nó bạc, là cái chuyện tự nhiên của nó. Bây giờ đầu tóc mình gọn gàng, tốt đẹp thì cái đó là cái chuyện đương nhiên. Mình phải chứ không thể để mà nó rối bù thì nó coi nó cũng không phải, không? Đó thì cái chuyện mà cái tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ là cái điều đó là cái điều cần. Còn bây giờ mình chải chuốt, mình trưng diện thế này thế khác là cái gì? Là cái muốn. Thì hai cái để chúng ta rằng, một cái là sự thúc đẩy của phiền não, nó muốn như vậy, thì hả mà có muốn là khổ. Còn bây giờ mình không có muốn, nhưng mà cái này là cần. Thân thể cần phải sạch sẽ, tóc tai phải gọn gàng, trang phục phải cho nó tươm tất đâu đó, phòng ốc nhà cửa phải sạch sẽ, thì cái đó là cái chuyện đương nhiên mình phải cần. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta bất
cứ một cái vấn đề nào nó xảy ra đó, thì mình tự xem xét cái này là mình muốn hay là mình cần. À, thì mình sẽ biết được hả, mà muốn là phiền não, là khổ đau. À, còn cần là sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thấy không? À, ăn uống là cái chuyện cần hàng ngày. Mình cần đem những cái vật chất, đem cái tứ đại đất nước lửa gió bên ngoài để nuôi, để duy trì cái đất nước lửa gió ở trong cái thân này. À, thì cái điều này điều cần. À, thì có cái gì mình ăn cái đấy. À, còn bây giờ không vậy. Trời ơi, bữa nay tôi muốn ăn cái này. Ăn cái này nó mới ngon. Ăn cái này nó mới tốt. Ăn cái này nó mới bổ. À, chính vì vậy mà đi tìm hiểu coi bữa nay nhà hàng nào mới mở, à, nó có khuyến mãi, à, những món ăn nào ngon, thành kia nọ, thành ra nó khổ. À, nó quảng cáo ngon quá mà lợi ăn nó dở òm, trời ơi uống. À, thấy không, phiền não nó sân khởi. Còn có kệ, à, bây giờ chuyện có gì ăn này bận ra, à, có gì làm cái này rồi ăn để sống qua, có thời gian tu. À, còn những cái chuyện cái chuyện mà giá cái thằng ấy rồi để mình che giấu. À, đi bơm cái hóa chất này hóa chất khác, à, đi căng da mặt rồi cái nọ rồi sao. À, người ta có tiền người ta bơm những cái hóa chất mà cao quý sao, còn mình nghèo cũng bài đặt bua rồi. À, mấy người mà đi mà thẩm mỹ giả đi bơm ba chất tầm bảy tầm ba bát rồi vô sao, chẳng những không đẹp đâu, nó à, bị dị ứng rồi là nó nhiễm trùng thế này thế khác. Đó, phải đi nằm bệnh viện rồi phải mổ để lấy những cái hóa chất đó ra. À, con phải khổ không? À, thôi bây giờ già, à, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ này chỗ kia chỗ nọ, à, rồi có an toàn không? À, khổ đau càng khổ đau thêm. Đó, thành ra đó chúng ta biết, à, những gì, những cái pháp ở bên ngoài, rồi cái nội tâm của chúng ta đó, là xử sự đối với các cái pháp này nó như thế nào. À, trong thế gian này là luôn luôn pháp nó đến đi không ngừng. À, mình nói cho dễ hiểu là trong đời sống thì tất cả các vấn đề là nó xảy ra. À, nhưng mà mình đối với các cái vấn đề này sao? À, bệnh hoạn, à, mập ốm, à, tóc bạc tóc đen, à, à, da căng da nhăn gì đó, à, rồi cái tâm mình đối với các cái vấn đề này ở bên ngoài nó như thế nào. À, nếu mà cái nội tâm mình á, chấp nhận tri túc, à, thì mình sẽ an ổn, không khổ đau, à, phiền não không có đất để mà nó sanh sôi nảy nở. Còn bây giờ muốn cái này muốn cái nọ, tầm cầu cái này cái khác, tìm kiếm cái nọ cái kia thì khổ đau chồng chất khổ đau như vậy. À, ngày đó thì cũng xin chia sẻ với cô Hồng Thị Kim Nhung và vài điều.
Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui, và chúc tất cả quý vị hiểu biết được Phật pháp thì sẽ có một cái nội tâm an ổn. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung, và cũng cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung rất nhiều. Dạ, trường hợp này người nữ chúng ta rất là bị dính. Bạch sư, dạ kính thưa đạo tràng, con đôi lúc con thấy người ta quảng cáo quá đó, con cũng gặp thử lắm á bạch sư. Nhưng mà con nhớ lại, nếu mà sửa sắc đẹp á, thì con nhớ hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng. Rồi con nhớ lại con có thấy được một cái này Nhật Quỳnh nó thiệt luôn nha chị bác ta. Chứ đừng nói mình không ham đẹp nha, ham đẹp lắm. Nhưng mà nhớ lại có một cô ca sĩ nổi danh mà sửa riết cái môi của cổ cái thành mỏ dịch. Đó, thành ra hãy mà muốn lắm mà hãy nhớ tới mấy cái đó là quảng hồn, không dám nghĩ tới. Nên là ai cũng muốn mình đẹp hết á. Yeah. Mình sống mình không có chịu, mình già mình không có chịu, bản thân Nhật Quỳnh cũng vậy luôn. Yeah. Nhưng mà cứ nhớ mấy cảnh đó là mình tự dạy mình nó đỡ khổ lắm vậy á. Dạ, năm mô Bích Thai nha. Dạ, đạo tràng còn 15 phút nữa, vậy nào đưa bàn tay lên. Dạ, yeah, đưa bàn tay lên đặt câu hỏi đi, rất là hay. Bài giảng của sư ngày hôm nay rất là hay à. Dạ, năm mô Bích Thai nha. Quý vị không hỏi Nhật Quỳnh hỏi nữa đó. Dạ, không có ai hỏi, con xin hỏi tiếp. Bạch sư, cũng cái câu hồi nãy con đưa lên mà ở cái đoạn sau này nè, trừ phi một người mù, ai có thể nghĩ mình đi ngược lại long tượng như vậy, một bậc sư tử như vậy, một bậc lương tuấn mã như vậy, một bậc ngu vương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc nhiếp phục như vậy, trừ phi một người mù. Dạ, con không có hiểu được cái câu này bạch sư. Dạ, con kính nhân bích tính sư, sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Kính lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì nếu mà cái người mà mắt sáng tỏ sẽ thấy đúng là cái con sư tử, cái con ngựa mà nó con tuấn mã tốt đẹp, hay là con cái bậc ngưu vương là cái con trâu đầu đàn, nó có cái gì, cái đức tánh nhẫn nại kiên cường, thấy không? Con tuấn mã nó biết bổn phận của nó, mắc vô cái xe là mình phải chạy. Con ngưu vương hay là con trâu chúa thì nó biết là nó phải có cái bổn phận là đối trị với các cái kẻ thù để mà hại cái những con trâu ở trong cái bầy của nó, thấy không? Nó phải chiến đấu với các cái đối tượng bên ngoài mà dũng mãnh kiên cường để bảo vệ cái bầy của nó. Thì những cái bậc như vậy đó, những cái bậc mà nhiếp phục được tất cả những cái phiền não, đối trị tận trừ tất cả những cái phiền não như vậy đó, là cái bậc mà đáng cho chúng ta kính nể, đáng cho chúng ta lễ bái, không? Hả? Còn cái người mù, nó không thấy, hay là mình nói là cái người phàm phu tục tử, không? Hay là cái loại mà cái bằng điếc không sợ súng, thì sao? Nó không phân biệt được,
À, cho nên là đối với các cái bậc mà đáng tôn kính, không đáng, nó không cung kính. À, tại vì nó là mù mà, nó là vô minh mà, nó là cống cao ngã mạn, à, nó đâu có biết, nó đâu biết tôn kính ai mà đâu biết sợ cái gì. À, đụng thứ nào nó cũng phàn, đụng thứ nào nó cũng ủi lên, tốt cũng ủi mà xấu cũng ủi. À, thành ra đó, cái bậc đó thì thôi bỏ qua một bên. Quý vị thấy không? À, những người mà có trí tuệ thì người ta đến là đảnh lễ tôn kính Đức Phật, nghe Đức Phật dạy. Còn mấy trời thần đất lỡ, cái loại mà điếc không sợ súng á, à, nó phỉ báng, nó chê rách, nó chửi bới. Thấy không? Thành ra đó, cái bậc đó là giống như cái loại mà, cái loại mà mù đó. À, nó không biết, không thấy gì được. À, thành ra đó, ở đây là cái ý nghĩa là so sánh như vậy đó. À, mình nên là cái người mà có mắt để thấy những cái điều mà đáng thấy. À, người có tai đáng nghe những cái điều đáng nghe. À, và chúng ta là người có trí tuệ phân biệt đối với các bậc đáng tôn kính, à, đáng đảnh lễ. À, thành ra là chúng ta phải hiểu như vậy đó. Còn đối với các bậc mà coi như ngoại hạng, ngoại đạo càng khôn rồi, thì thôi, cái thứ đó là mình tránh qua một bên đi, kệ nó. Mình đừng có bài đặt mà lợi, mình dạy dỗ mình ấy nó là coi chừng. À, dạ, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú sa thú, con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã mở cái gu của con ra. Con đọc bài con thấy trừ phi là người mù con không có hiểu như thế nào, mà con không có dám hỏi liền. Con để đạo tràng hỏi coi có ai trúng ý mình không thì khỏi hỏi, nhưng mà chưa có vị nào hỏi trúng ý con hết nên con hỏi. Mà con nghe ngày giảng con vẫn hoan hỷ lắm ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, mới thấy rằng con không phải là người mù mà con là người ngu. Đọc bài không hiểu gì hết. Kính tri ân sư. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị còn, mình còn được 8 phút quý vị. Bánh Phạn nè, có hỏi không nữa nè. Kim Nhung nè, chị Mạch Ta nè. Dạ, kính mời đạo tràng, quý vị Thiện Vũ nữa nè. Dạ, Thanh Hoàng nữa. Quý vị có cái gì thắc mắc hỏi đi, để cho Nhật Quỳnh học với. Để coi Nhật Quỳnh còn mấy vị thiện nam ở trong này không ta. Mấy chị thiện đưa cái bàn tay lên hỏi đi. À, có cô Nữ Tài Duyên mà. Dùm Nhật Quỳnh chúc quý vị. Mà chắc Quỳnh ngu nhất quá hả, nghe số khá ơi. Mà nói ngu thì bị rầy, hơn mình nói dốt đi ha. Dạ, mình nói dốt có nghĩa là mình chưa học được pháp của Đức Thế Tôn nên mình dốt. Dạ, mình ráng vào đạo tràng nha. Nhà mấy phút nữa quý vị ơi, tranh thủ hỏi đi cho Nhật Quỳnh học. Quan chạy mất tiêu rồi. Có câu hỏi nào? Chú Khả Duyên ơi, ăn vui nha.
Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ, đạo tràng còn câu hỏi không quý vị? Kim Nhung nè. Rồi chị Bích Thai và Kim Nhung nha. Cảm ơn Quang Nguyệt nha. Dạ, à, alo, alo ạ. À. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có nghe là về luật của cư sĩ, à luật của các vị tỳ kheo là không được làm nghề y, nhưng ở đây thì có vị y sĩ mà chữa bệnh cho Đức Phật đó, thì cái vị đó cũng là tỳ kheo nhưng mà được làm nghề y phải không thưa sư? Dạ con chưa hiểu chỗ này, con xin sư cho con rõ phần chỗ này ạ. Và con cũng không hiểu tại sao là tỳ kheo thì không được làm nghề y, con cũng chưa hiểu, con tưởng nghề y cứu người là cao cả, nhưng mà con cũng không hiểu chỗ này, con xin ngài giải đáp dùm cho con chỗ này. Con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ga giá. Trước khi giải đáp cái câu thắc mắc của cô Kim Nhung thì sư nói về cái cô Nhật Quỳnh. Khi mà mình biết đó, mình biết mình dở về cái phương diện đó, mình ráng mình nỗ lực, mình học hỏi tìm hiểu cho nó rõ thì mình sẽ giỏi. Mình biết mình biết mình ngu thì mình học, mình tìm hiểu thì mình hết ngu. Tốt, đâu ai mà hoàn toàn đâu. Có nhiều khi thật sự ra cái máy cũng không rành, cái cách thức cài đặt rồi thì nó lung tung, phải không? Nhưng mà mình thấy thôi mấy cái chuyện này nó không cần thiết, nó không quan trọng. Bây giờ cái quan trọng là sao mình mở được cái bao thoát mà sử dụng nó được là vậy là được rồi. Chứ còn ba cái kia nó nhiều quá rồi mình không biết, mình cũng không xài tới nữa, bây giờ mình tìm hiểu làm chi. Thành ra mình cũng là dốt, mình cũng ngu thiệt chứ đâu phải ấy đâu. Mà thôi, bây giờ cái nào cần thiết, cái nào mà cần phải sử dụng đến thì mình làm, cái nào cần phải hiểu cho tường tận, cho cặn kẽ thì bây giờ mình có nói lên á, mình nói lên, mình tìm hiểu, mình nói lên á, có nhiều khi người ta nói trời chuyện dễ ợt nhưng mà bà không hiểu, mình sợ ta ấy, rồi mình giấu thì mình sẽ muôn đời cái ngu, mình ngu hoài, mình giấu hoài, không? Khi mà mình nói lên, mình tìm hiểu thì mình sẽ hiểu rõ vậy thôi. Thành ra trong cái học á, chúng ta đừng có ngại. Chính nhờ mình nói lên cái ngu của mình sẽ hết. Chính vì mình nói lên cái hoài nghi của mình thì mình sẽ hết hoài nghi, có cái hiểu biết rõ ràng, tường tận, vững chắc để mình củng cố cái trí tuệ, cái niềm tin. Và bây giờ thì xin giải đáp cái câu của thắc mắc của cô Kim Dung. Thì ở đây đó, cái vị mà trị vết thương cho Đức Thế Tôn đó là thần y, ông này là cư sĩ. Trong thời kỳ Đức Phật, ông này
làm một cái gì danh y là rất là chỉ cho ông ta. Cô nói về trong cái giới luật mà Đức Phật không cho thì không tu làm thầy thuốc thì nó cũng có cái nguyên nhân thứ nhất đó, ở trong cái giới dứt, cái lãnh vực của mình là giới ráng tu tập nỗ lực để giải thoát. Còn cái vấn đề mà làm thầy thuốc đó, đâu phải người tu mới làm được, mà những người cư sĩ nó làm cũng được. Cho nên cái người tu mình á, cái người tu á, là làm cái công việc của người tu, là cái bổn phận của mình á. Giống như là bây giờ á, mình bị tỳ kheo thì sao? Học pháp, hành pháp và hoằng pháp, đó cái bổn phận của mình có như đó thôi. Mình phải nỗ lực học hỏi tam tạng kinh điển, kinh lực luận, mình phải thông hiểu đó, cái lãnh vực đó là cái gì là quan trọng. Rồi sao mình phải thực hành có chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn cho tốt đẹp. Rồi khi hàng cư sĩ cần thiết tìm hiểu thì chúng ta phải giải thích, chỉ dẫn, hướng dẫn cho người ta một cách tận tường. Đó là cái bổn phận như vậy. Còn cái chuyện mà trị bệnh á, thì để cho mấy cái vị cư sĩ ta làm, ta có điều kiện ta nghiên cứu tìm tòi, ta làm mấy cái việc đó. Còn mà vị tỳ khưu á, khi mà đi làm thầy thuốc thì nó lạc đường rồi. Khi mà làm thầy thuốc thì sao? Thì phải cố công nghiên cứu các cái tính chất dược liệu, thì còn thì giờ đâu mà thực hành giới định tuệ. Nếu mà làm cái nghề thuốc mà trị cho người ta hết bệnh á, tiếng tâm nó lan xa thì sẽ nhiều người đến để trị bệnh. Thì sao? Thì sao? Lợi lộc, danh tiếng phát sanh. Mà khi mà lợi lộc mà danh tiếng phát sanh nó đấm nhiễm vô đó rồi á, thì còn gì nữa đâu tu. Đó. Cho nên á, là ở đây á, ví dụ trường hợp mình thấy một cái người đó bệnh, vậy thì kheo không phải là chỉ bây giờ thôi Đức Phật cấm thành ra tôi mấy thôi bây giờ tôi trường hợp nó chỉ những cái gì đó để cho cái vị này kiếm và hay là ấy đó để cho nó đỡ bệnh chứ không phải là khăng không. Bây giờ người ta đang đau bệnh, mình biết cái bài thuốc đó, mình biết cái cách thức đó thì mình chỉ cho người khác đã cũng tốt chứ không phải là cấm tiệt thì mình phải hiểu như vậy. Mình ở trong cái giới dứt của mình ở trong cái bổn phận nhiệm vụ của mình lo cho nó tròn. Còn những cái vấn đề khác á, nếu trong khả năng điều kiện mình giúp được thì mình giúp nó cũng tốt, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái điều quan trọng, cái bổn phận chính yếu của mình là gì? Là học pháp, hành pháp, hoằng pháp. Đó là cái chính yếu. Còn nếu mà trong khả năng điều kiện mình hướng dẫn chỉ giúp thì mình nên làm. Chứ còn cái vấn đề mà mình giúp đỡ cho người khác rồi là phát sanh lợi lộc, mà phát sanh lợi lộc khen tặng thì sẽ đi đâu với phiền não. Mình giúp cho người ta hết bệnh thì người ta khen, mà người ta không hết bệnh thì người ta chê. Rồi á, mà người ta hết bệnh thì người ta đền ơn đền này kia,
không? Còn mà người ta không hết bệnh thì bắt đầu người ta ta chê trách, người ta nói này nói khác, rồi là khổ đau phiền não nó phát sanh. Cho nên á, mình là người xuất gia thì có những cái bổn phận riêng. Cho nên á, Đức Phật mới dạy là phải suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia. Hồi nãy sư nói đó, để mình đừng có vượt ra cái lĩnh vực, đừng có vượt ra cái bổn phận của mình. Nhưng mà có những cái thí dụ chúng ta thấy cần giúp đỡ, cần hỗ trợ trong điều kiện khả năng thì mình chỉ giúp đỡ cho người khác thôi. Sư cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân tòa Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của Kim Nhung. Kính cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung để cho đạo tràng rõ biết được bổn phận của người tu và một người thầy thuốc. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì con xin sám hối sau khi thính pháp và con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng ạ. Uất tam mang ghe na quan đề hằng ba đà phạm sum và ruột tam mang buột thể vô ca lý tổ đô sơ buột thô ca mà tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng thầm anh chết đức quý thân và răng thầm vô ca li tô đô sơ thầm mô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng sanh khanh cha đưa vi thoát tam mang sanh khê vô kha li tô đổ sơ sanh khô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Nhà đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn đủ phước báo ạ. Nam mô Bích Tha giá. Con kính nhân Bích Chánh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, buổi sinh hoạt đến đây cũng vừa phải lẽ. Dạ, trước khi kết thúc, xin thay mặt chư tăng phúc chúc đến đạo tràng. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể can an, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo học pháp, thảo luận Phật pháp, dung bồi trí tuệ hiểu biết. Và mong tất cả tu nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, tránh khỏi những khổ đau bệnh tật. Ovatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sadaso thi pavantu te. Ovatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena so thi pavantu te. Pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nuvave nasana so thi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người. Cầu xin các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
cầu xin quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan thu